Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Syntronic cung cấp các nhà máy karaoke chuyên nghiệp, giá rẻ nhất Hoa Kỳ, uy tín chất lượng. 714-450-6666, syntronic.com. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống VTV cũng như các thính giả của Việt Radio. Đây là chương trình Chào Bình Minh với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning, quý anh. Phạm Cơ, chào anh Bảo, anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của Chào Bình Minh. Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả. Good morning, anh Bảo, anh Cơ. Thấy anh Bảo ngày hôm nay cười tươi như là tươi như Tết hả anh? Sắp dạ, Tết chuẩn sao? Bị, chuẩn bị đón Tết không, mà. Lòng mình đang Tết. Cơ còn siêu hơn một siêu nữa. Hơn nữa còn vài ngày nữa thôi anh ơi. Chúng ta chuẩn bị được lì xì. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình như thường lệ thì chúng tôi xin được tóm lược một số tin của ngày hôm nay. Trung Hoa đã xác nhận bệnh viêm phổi tại Vũ Hán truyền từ người sang người và đã có 6 người thiệt mạng. Những vé máy bay du lịch tới Vũ đến và đi Vũ Hán thì nếu mà hủy bỏ sẽ không bị phạt. Đảng đối lập Thái được trắng án trong vụ kiện chống lại chế độ quân chủ. Hoa Kỳ đã dùng software nhận diện khuôn mặt tại các địa điểm nhập nội Hoa Kỳ, nhất là tại các phi trường quốc tế. Clearview app có thể dùng để xem bạn là ai, ở đâu, lý lịch như thế nào khi mà người ta nhìn hình của mình chụp một cách bất ngờ trên đường phố. Cảnh sát Nga đã thu lén video của một nhân vật nữ đối lập với chính phủ trong nhiều tháng trước khi bắt giữ người này. 3.000 di dân hợp pháp, bất hợp pháp, 3.000 di dân bất hợp pháp đang thách thức chính quyền Mexico về các biện pháp ngăn cản di dân theo lệnh của Hoa Kỳ. Con số di dân trẻ em đi một mình toan vượt vào biên giới Hoa Kỳ tăng cao đột ngột. Một bức tường của tư nhân trên biên giới Rio Grande giữa Hoa Kỳ và Mexico đã được dựng lên. Một dân biểu Iran đã treo giải $3,000,000 cho ai giết được Tổng thống Trump. Công nhân xí nghiệp năng lượng đã cắt điện cửa hàng phân phối thịt lớn nhất thế giới tại Paris để phản đối việc cải tổ chính sách lương hưu của Tổng thống Macron. Vụ chốt phế sẽ được bắt đầu khởi sự ngày hôm nay với công tố viên của Đảng Dân Chủ. Tin về cuộc tập họp phản đối. Xin lỗi quý vị, tin về cuộc tập họp phản đối các luật chống lại quyền mang súng tại tiểu bang Virginia vào hôm qua. Tesla và SpaceX xác nhận Tesla đã chính thức trở thành phương tiện chính cho phi hành gia tương lai di chuyển đến bệ phóng của phi thuyền. Xài cần sa có thể bị bệnh tim. Hồ sơ lý lịch của hàng ngàn tài tử phim XXX đã bị bộc lộ trên mạng Internet. Du thuyền vòng quanh thế giới trong 111 ngày đã bắt đầu khởi hành hôm qua, ngày thứ hai. Tin Việt Nam thì ô nhiễm tại Việt Nam hiện nay do đâu mà có, và cũng tin Việt Nam thì bia rượu trong dịp gần Tết đã bị ế cho dù đã được giảm giá. Kính thưa quý khán thính giả, bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần chi tiết của những tin này. Thì ở bên Trung Hoa, Trung Hoa đã xác định là cái bệnh viêm phổi
ở Vũ Hán đã truyền từ người qua người và đã có 6 người chết. 15 nhân viên y tế cũng đã bị lây bệnh và Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi họp khẩn cấp vào ngày mai để tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế trên toàn thế giới. Yeah. Thì thứ nhất như Đình Bảo vừa mới nói thì Tổ chức Y tế Thế giới đã họ khuyến khích mình coi như là không có nên đi du lịch trong cái bệnh dịch đã đang phát tán và lan tràn ở nhiều nơi. Còn tính tới ngày hôm qua, tức là ngày 20 tháng Giêng đó, thì bên phía Trung Hoa cho biết là tổng cộng có khoảng 291 người đã bị mắc bệnh. Và riêng tại cái nơi mà xuất phát cái ổ của bệnh đó là thành phố Vũ Hán là có tới 270 người. Thành thử ra cái sự lo lắng này, đặc biệt là trong cái ngày cận Tết, thì có nhiều người họ sẽ đi và có thể nó sẽ tạo thêm cái mầm mống và cái điều kiện để lan tràn thêm. Cho nên ngay cả thị trường chứng khoán đó, nó cũng bị ảnh hưởng. Đồng nhân dân tệ vì cái vụ này tin cho biết đã giảm gần 0.5%, được cho là cái mức gọi là giảm nhiều nhất tính từ cuối tháng 8 cho tới nay. Trong khi đó thì cổ phiếu của các công ty du lịch cũng đã bị giảm trên toàn khu vực. Còn trip.com là một cái website để mà chuyên môn lo cái việc hướng dẫn hoặc là book vé bay đi du lịch thì cho biết là họ sẽ hoàn tiền lại cho những người nào mà đã mua vé tới thành phố Vũ Hán trong tháng này thì sẽ được hoàn tiền lại. Anh Phạm Cơ sẽ tiếp tục với bản tin với những chi tiết quan trọng khác. Thưa quý vị, trước hết người ta nghĩ rằng là căn bệnh này nó có thể giống căn bệnh SA, tức là căn bệnh mà cũng viêm phổi cấp tính, cũng do coronavirus diễn ra vào khoảng năm 2003, 2002 gì đó, cái thời đó, và làm cho người ta chết đến 800 người trong cái thời buổi lúc bây giờ. Giờ đây thì căn bệnh được khám phá có vẻ như là sớm hơn ở tại Vũ Hán. Trước hết thì người ta nghĩ rằng căn bệnh này chỉ truyền từ hải sản sang người, tại vì nó xuất phát từ một cái ngôi chợ bán hải sản ở Vũ Hán. Nhưng mà bây giờ đây người Trung Hoa xác nhận rằng nó đã truyền từ người qua người, bởi vì có tới 15 nhân viên y tế đã bị bệnh, tức là khi họ săn sóc người bệnh thì họ bị lây bệnh và truyền lẫn nhau nữa, thành ra đến mười mấy người, 15 người đã bị căn bệnh này. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là căn bệnh này bây giờ nó phát triển rất là nhanh và vì vậy người ta dự định là đưa ra một cái báo động tình trạng khẩn trương trên toàn thế giới về cái bệnh viêm phổi này để người ta hạn chế di chuyển, nếu không thấy rằng là cần thiết thì không nên đi. Thì đó là những cái tin tức mới nhất về việc này. Và thứ tư, ngày mai sẽ có một cái đại hội của cơ quan y tế thế giới để bàn về mọi công việc liên quan cách chữa trị cũng như rằng là những cái tin tức mới nhất để bảo vệ cái việc này và phải dự tính phải làm như thế nào. Và đồng thời thì dĩ nhiên cái mùa này là cái mùa mà người Trung Hoa họ di chuyển bởi vì họ về quê ăn Tết, cho nên dầu bệnh thì bệnh họ vẫn đi, nhưng mà nhiều người nói rằng là họ không dám đi bởi vì cái chuyến xe lửa của họ nó sẽ ngừng lại ở Vũ Hán rồi nó mới đi tiếp, thành ra họ không muốn ghé qua Vũ Hán. Thì đó là những tin tức mới nhất về việc này. Vâng, thì giống như anh Vũ Kiểm cũng nói đó là những cái vé máy bay nếu mà quý vị mua rồi mà muốn hủy bỏ thì vẫn có thể hủy bỏ, thì chuyện này những hãng hàng không đã làm trong cái kỳ bệnh dịch SARS, rồi cái kỳ ở Nhật có vụ sóng thần thì những hay là rồi nổ cái lò nguyên tử nó bị rò rỉ và chất phóng xạ nó đi ra ngoài, thì những người nào mà mua máy bay tới Nhật mà không muốn đi nữa vẫn có thể hủy được mà không có phải tốn tiền. Đó là những cái việc mà những hãng hàng không họ đề phòng, bởi vì cái đó là cái việc đúng cần phải làm mà thôi. Ở bên Thái Lan thì đảng đối lập Thái đã được trắng án trong cái vụ kiện chống lại chế độ quân chủ, là bởi vì cái việc mà chống lại chế độ quân chủ nó đã xảy ra trước khi mà cái đảng đối lập Thái đã được thành hình. Thành ra là nói là bởi vì cái đảng đối lập này do đó có cái chuyện chống lại chính phủ, thì cái đó là tin tòa án nói là cái đó là nó không đúng. Cái phán quyết này của Tòa Bảo Hiến Thái Lan được cho là một cái sự coi như là giúp cho bên phía phe đối lập, bởi vì các cáo buộc chống lại cái quân chủ đó đã được thúc đẩy về mặt chính trị. Với cái danh nghĩa đó thì họ có thể dùng để đàn áp bất kỳ những nhân vật bất đồng chính kiến hoặc đảng phái chính trị nào mà chống lại chính quyền quân phiệt của Thái Lan do một ông tướng lãnh đạo. Anh Cường.
Dạ vâng, thì nói như vậy cũng là đúng nhưng mà cũng không đúng lắm. Là bởi vì chính quyền quân sự Thái Lan ngay đã không còn nữa. Nhưng mà bây giờ là một chính quyền dân sự do một ông tướng quân sự mặc đồ civil. Trời, áo khaki ra dạ. Mặc vest. Thành ra bên Thái Lan thì ông tướng này rất là hay. Khi mà ông đạo chánh xong, ông hành sự cái chính quyền quân nhân để mà chuyển tiếp đó, thì ông mới thiết lập một cái tân hiến pháp. Thì theo tân hiến pháp này, cái cách bầu cử rất là lươn lẹo. Bầu cử làm sao mà chỉ để cho đảng của ông là được chọn mà thôi. Và vì vậy cho nên đảng của ông được đa số. Rồi nhưng mà ông còn sợ mấy đảng đối lập nó có thể sẽ vùng lên. Cho nên ông đưa mấy đảng đối lập ra tòa về cái tội chống lại chế độ quân chủ. Và tòa án của Thái Lan trong cái việc mà chống lại chế độ quân chủ này đó đã đưa ra một cái tin nói rằng là họ đã chuẩn bị cái vụ này. Và họ cái tòa án Thái Lan đã đưa ra một cái bản tin nữa nói rằng là trong cái lập trường của cái đảng đối lập này thì phải ghi vào một điều là chúng tôi thi hành dân chủ, nhưng mà dân chủ có vua lãnh đạo, chứ không nếu không thì người ta lầm rằng là dân chủ đây là có nghĩa là chống lại quân chủ. Thành ra họ yêu cầu cái đảng này sửa lại trong cái hiến chương như vậy để khỏi phải bị truy tố lần thứ hai. Đó là cái tin từ Thái Lan. Dạ vâng, trở lại tin Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã dùng một cái nhu liệu, một cái software để nhận diện khuôn mặt. Và cái việc sử dụng này thì nó đã được sử dụng tại những cái địa điểm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nhất là những cái cửa ngõ của các phi trường quốc tế. Cái việc này đã được thực hiện nhiều năm trước đây, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu áp dụng cho cái chương trình Global Entry Program. Cái chương trình này nó sẽ thay thế việc dùng passport và dấu vân tay. Quý vị có thể đóng 100 đồng cho cái chương trình Global Entry Program này. Thì khi mà đi vào từ cái nước, một cái nước nào đó mà nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay trở về lại Hoa Kỳ, thì chúng ta không phải xếp hàng nữa. Chúng ta không có phải đứng xếp hàng đợi những người nhân viên của Hoa Kỳ đặt những câu hỏi hay là coi passport. Quý vị chỉ tới những cái kiosk, những cái trạm, và quý vị để cái passport của quý vị vào thì và để cái dấu vân tay của quý vị thì người ta thì quý vị có thể đi ra không cần phải xếp hàng. Nhưng mà bây giờ đó thì cái trong cái chương trình Global Program này đó thì họ dùng cái software để nhận diện cái khuôn mặt, và đi tới đó thì người ta nhìn cái khuôn mặt quý vị là người ta in cái giấy ra là quý vị có thể đi và không cần phải dùng cái máy đó nữa. Nhưng mà nếu mà cái máy nó bị cái software đó nếu mà nó bị hư, nó bị malfunction hay bất cứ lý do gì thì mình lại dùng cái passport của mình lại, nhưng mà vẫn không phải đứng xếp hàng để chờ đợi. Thì cái đó là cái chương trình Global Entry Program. Cái mục tiêu đó là một trong những mục tiêu hàng đầu để giải quyết cái vấn đề thủ tục rườm rà, cũng là tiết kiệm được thời gian. Cái quan trọng hơn nữa, đây là một cái kỹ thuật tân tiến thời đại điện tử như bây giờ, cũng là một cái cách để mà nhận diện những tay tội phạm buôn người, hoặc là buôn lậu ma túy, hoặc là đang đào tải. Ví dụ như là những trường hợp như là cái ông Ghosh của Nissan vừa rồi, ví dụ là như vậy. Thì nó nối kết với lại rất nhiều những quốc gia trên thế giới, và chỉ trong tích tắc thôi, Internet nó truyền tải bấm lên thì có thể tìm được và phát hiện ra được những cái thủ phạm mà ghê gớm nhất. Dạ, anh cơ. Dạ vâng, thì cách đây không lâu, vào khoảng chừng 5-6 tháng trước đây đó, thì một cái người mà Maroc họ đi từ Brazil đi sang Mỹ, họ xài một cái passport của một người khác, nhưng mà cái mặt thì rất giống khuôn mặt của anh ta, cho nên anh ta yên chỉ rằng là passport thì người ta chỉ cần biết là thiệt hay giả thôi. Họ đưa cái passport thật vào và sắp sửa để anh đi qua, thì cái máy chụp hình mà facial recognition nó nhận ra anh ta là không đúng cái người trong passport. Bởi vì người trong passport là, bởi vì khi họ nhận diện khuôn mặt thì họ đo từ giữa hai con mắt với nhau, cái mũi và cái miệng nó cách nhau như thế nào, cái hình tam giác sao, họ đo rất là nhiều cái đường lối, cái khoảng cách trên khuôn mặt, và họ so với cái khuôn mặt gốc, và từ đó họ tìm ra rằng anh này là cái người sử dụng cái passport của người khác. Và đó là cái chương trình mới nhất của Mỹ mà đã được áp dụng ở tại Hoa Kỳ cách đây từ tháng 8 năm ngoái trên một cái phi trường ở Hoa Kỳ để mà thử thôi. Nhưng mà hiện giờ thì họ đã áp dụng trên mười mấy cái phi trường, nhất là những cái cửa khẩu nhập nội, cửa mà hải quan nhập nội vào Hoa Kỳ thì bây giờ đây là bắt đầu xài cả. Và cái chương trình Global Entry thì rất là có lợi cho quý vị nào là hay đi du lịch. Bởi vì khi quý vị đi du lịch,
quý vị trở về nước thì một chiếc tàu như vậy là có 500 người máy bay, 300-400 người họ xuống một lần, rồi ba chiếc tàu là gần 1.000 người, thì quý vị phải xếp hàng ghê gớm lắm ở cái chỗ mà hải quan. Cho nên nếu mà mình đi qua cái máy đó thì nó rất là nhanh, nhưng mà chỉ vì một cái lỗi là giá rất là rẻ, chỉ có 100 mấy thôi mà 5 năm, cho nên hiện nay thì rất là nhiều người xài, khi đi về cũng phải xếp hàng trong cái máy điện tử mà của cái Global Entry. Nhưng mà với cái điều kiện mới nhất về vấn đề kêu là facial recognition thì người ta sẽ đi ngang qua một cách rất dễ dàng và cầm lấy cái tờ giấy receipt in ra một cái là đi luôn. Thì đó là những cái gì mà hiện nay kỹ thuật mới là rất là quan trọng. Dạ, không những cái chương trình không phải là quảng cáo cho cái chương trình Global Entry này, nhưng mà khi mà quý vị xin cái Global Entry đó thì quý vị sẽ tự động được vào cái trong chương trình là TSA pre-check. Thành thử là quý vị đi ngang qua phi trường, quý vị sẽ không phải cởi áo, cởi giày, cởi dây lưng, có cái laptop ở trong cái vali không cần phải lấy ra, cái vali nhỏ đó không cần phải lấy ra, thì đó là cái rất là tiện lợi nếu mà quý vị vô trong cái chương trình Global Entry. Và Global Entry này nó có luôn cái chương trình pre-check TSA thì nó rất là tiện lợi. Nhưng mà liên quan đến cái tin của Global Entry thì có một cái ứng dụng mới, một cái app nó gọi là Clearview. Thì nó có thể chụp hình những người ở trên đường phố, và khi mà nó chụp hình nó gửi về và nó phân tích đó, thì FBI có thể biết là chính xác là cái người đó tên gì, ở đâu, địa chỉ như thế nào. Tại vì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có khoảng chừng 641 triệu công dân người, 647 triệu công dân Mỹ. Mỹ thì không, cái dân số cái công thì, dân của Mỹ đó, cái người mà ở trên đất, trên Mỹ đất, trên đi ra đi vô đó. Chứ còn dân số của Hoa Kỳ thì chỉ có 300 mấy chục triệu thôi. Thì cái ứng dụng này một lần nữa nó cũng như là cái vấn đề đi travel, là những cái kỹ thuật tân tiến, và đặc biệt cái này là để sử dụng trong cái vấn đề vấn nạn của xã hội. Những tay coi như là nhẹ nhất là những người ăn trộm, ăn cắp ở những cái cửa tiệm, và cho tới những người ấu dâm, và cho tới những kẻ coi như là giết người không gớm tay. Mà tí dụ như là nhất cử nhất động họ đi đứng ở đâu thì cái app này, cái clear app này họ có thể theo dõi để giải quyết những cái gọi là unsolved mystery, những cái vụ án mạng mà được cho là vẫn còn vô cùng bí ẩn. Thì cái nhu liệu điện toán này nó sẽ giúp cho cảnh sát và những nhà điều tra hơn trong cái công tác của họ, anh cơ. Thưa anh, tôi không nghĩ rằng cái nhu liệu điện toán này nó giúp cho cảnh sát, bởi vì chính cảnh sát họ đã có những cái nhu liệu điện toán tốt hơn rồi. Những cái chuyện đó là chuyện của riêng của cảnh sát và FBI. Cái nhu liệu điện toán này, cái Clearview app này là một cái app ở trên cái cell phone của mình. Và khi mình chụp hình bất cứ ai đi ngang qua đường, chứ không phải là cảnh sát, mình chụp hình bất cứ cái người nào bạn của mình, thì nó sẽ matching với tất cả hình ảnh của cái người đó ở trên các cái trang mạng xã hội hoặc ở trên các cái hệ thống công cộng, và họ biết ngay là cái người đó là ai. Và mình có thể, bởi vì cái này nó nguy hiểm lắm, là những cái người tội phạm họ có thể dùng cái software đó, dùng cái app đó để mà họ biết rằng ồ, Bảo đang ở đây, thế thì ở nhà ông Bảo chắc là vắng nhà, thì nó có thể tới nhà mình nó cướp. Đó là những cái chuyện mà người ta sợ về mấy cái app này. Đây là cái app mà họ develop ra cho người xài cell phone, chứ không phải là cho cảnh sát, để mà vui chơi. Tại vì bây giờ giống như là nhà nước Việt Nam vẫn nói là khoa học kỹ thuật là then chốt, thì họ làm để mà biểu diễn. Và bây giờ người ta đang lo ngại về cái vấn đề này đã, bởi vì nó rất là nguy hiểm cho nhiều người khác nhau. Chứ còn cái chuyện này nó gây gớm. Còn những cái chuyện mà tội phạm thì bây giờ đây cũng có nhiều cái app về tội phạm đó. Ví dụ như quý vị bấm vào cái cell phone quý vị mà quý vị muốn tìm những cái người mà đã register về sex offender, tức là những người liên quan đến những vụ án tình dục, quý vị bấm một cái là quý vị biết ngay nhà quý vị, xung quanh nhà quý vị những người nào đã bị register là sex offender, thì nó ở nhà nào, khu vực nào, gần chỗ nào, để quý vị để ý và cho con cái nhỏ tuổi nó tránh những cái khu vực đó. Thì đó là những cái chuyện về tội phạm và hình phạt, cũng giống như là những cái kỹ thuật tân tiến hiện nay. Nhưng mà nó cũng bị chống đối là những người mà coi như là vận động
cái nhóm mà gọi là chống lại cái quyền riêng tư của những người khác thì họ cho rằng cái này kỹ thuật nó cũng có những cái lúc bị sai như anh bảo với nó. Làm sao mà anh có thể bây giờ cái khoa học kỹ thuật nó tới cái mức tiến như vậy rồi, anh cũng thể nào chừng lại một cái làn sóng lớn như vậy được? Đúng rồi. Thì khi mà nó bị sai đó thì có thể cảnh sát lại bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn. Họ dùng cái này để mà họ có thể giải quyết được những cái vấn nạn của xã hội, những cái vụ án mạng, những cái vụ trộm cắp. Và đồng thời cái nguy hiểm ở đây nữa, theo những cái nhà mà tranh đấu chống lại đó, cái nhóm advocate đó, thì họ nói rằng mình cũng có thể sử dụng cái này để mà theo dõi lẫn nhau, để mà coi thì như đây, là stalker những người khác. Thì đó, cho nên nó nguy hiểm thì chưa biết là nó có được coi như là chấp nhận hay là không. Ngày mai đó thì Ủy ban Giám sát Hạ viện sẽ có cái phiên điều trần về cái ứng dụng này, nếu đưa ra đi vào trong cái coi như là cái việc mà sử dụng đó thì nó có vi hiến hay không, phạm pháp hay không. Dạ vâng, cái việc mà ngày xưa khi mà chúng ta có cái hiến pháp của Hoa Kỳ, hiến pháp Hoa Kỳ nói là có cái sự riêng tư, đặc biệt quyền riêng tư không ai được xâm phạm, thì càng ngày khoa học kỹ thuật nó càng văn minh. Thì bây giờ giống như các anh nói đó, là ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ cũng phải coi xem cái quyền riêng tư nó được bảo vệ tới cái cỡ nào. Thì đúng anh Phạm Cơ, nếu mà những người mà mình đi ra ngoài đường, người ta chụp hình của mình, người ta thấy, người ta biết mình ở đâu, cái địa chỉ nào, thí dụ hay là những cái link với lại cái Facebook của mình, thì người ta biết được thêm chi tiết của mình, thì cái đó nó rất là nguy hiểm, nó xâm phạm tới quyền riêng tư. Thành ra là cái đây sẽ là một cái màn mà nó sẽ có chiến tranh pháp lý giữa những cái công ty, giữa những người sử dụng. Cái lúc nào cũng vậy hết, người ta nói đó là nước có thể chở thuyền mà nước cũng có thể làm lật cái thuyền. Thành ra là những cái phát minh, những cái tân tiến, những cái kỹ thuật nó có thể giúp và nó cũng đồng thời có thể hại người ta. Thưa anh, nó như thế này nữa, tôi có sử dụng một cái software mà nó chứa hình ảnh của mình thôi, tức là nó backup tất cả hình ảnh mình trong cell phone vào trong một cái software đó, cái máy đó, tức là một cái hard drive. Thì mình backup nó vào rồi thì sau đó nó mới gọi mình rằng là mày muốn hình ảnh của những ai đây, sau đây là bạn mày xuất hiện để mà lừa ra mà lên làm slideshow chẳng hạn, thì nó xuất hiện một lượt tất cả hình ảnh của những ai mà mình đã chụp hình đó, nó từ cái mặt thôi riêng lên trên hết, và đâu bước nào mình chọn người nào, mình chọn xong cái thì nó sẽ tìm ra tất cả những hình ảnh trong có mấy chục ngàn hình ảnh của mình, nó chọn ra để cho những để mình làm slideshow mà có liên quan tới thằng cha đó. Nguy hiểm. Nguy hiểm có rồi, bây giờ anh có nguy hiểm trễ, it's too late rồi nhá. Và tin ở bên Nga cho biết là cảnh sát Nga đã thu lén video của một nhân vật nữ đối lập với chính phủ trong nhiều tháng trước khi bắt giữ bà này. Bà này tên là Shevchenko, 40 tuổi, đã bị bắt vì hoạt động cho một tổ chức đối lập với chính phủ Nga, đứng đầu bởi một cụ tỷ phú, ông Mikhail Khodorkovsky. Thì cái việc thu lén này đã diễn ra ở thành phố Rostov-on-Don trong suốt 5 tháng trước khi bà này bị bắt hồi cuối tháng Giêng năm 2019. Lúc đầu thì tôi đọc cái bản tin này anh Cơ gửi cho đó, tôi đọc ba chớp ba nhoáng thì tôi thấy cái tựa thú vị quá, là cảnh sát thu lén đã thu lén video của một nhân vật nữ. Thì mình tưởng thu cái gì, mình có hứng thú để đọc tiếp hay không, mà đọc thêm thì thấy là bài là nhân vật đối lập, tức là nó chuyên về vấn đề chính trị. Thôi anh Cơ trình bày giùm không em. Không phải là vấn đề hấp dẫn phải không ạ? Và cũng có nhìn dung nhan tàn tạ của bà rồi, mới có 40 tuổi thôi nhưng mà là nữ chính trị gia cho nên không có bắt mắt lắm anh Cơ. Vâng, nhưng mà cái vụ này nó hay lắm là tại vì con gái bà mới tiết lộ ra là nó nói rằng là nó được nhìn, nó vì bà là được công an của Nga cho nhìn cái hình, có mấy hình mà nó thu ngay trong phòng ngủ của bà khi bà khỏa thân. Đó, tôi chỉ có đọc tới đó là thôi, là tôi hết đọc tiếp những cái chi tiết chính trị khác. Anh nghe đó anh thấy chán quá. Bởi vậy là khi mà chúng ta làm chính trị ở bên nước Hoa Kỳ thì dù sao tương đối thôi, nó không phải tuyệt đối, nó cũng đỡ hơn là ở một cái số quốc gia khác. 3.000 di dân bất hợp pháp đang thách thức chính quyền Mexico về các biện pháp ngăn cản họ đi theo lệnh của Hoa Kỳ, thì đi tức là đi
theo lệnh của Hoa Kỳ là họ muốn là cash and stay, hay là không có cho vào bên biên giới của Hoa Kỳ. Nhưng mà những người này đã lội qua một cái khúc sông hẹp ở vùng biên giới Guatemala, Mexico, và khi mà họ bị chặn lại không cho họ đi qua một cái cây cầu ở gần đó. Thì rõ ràng đây là một cái sự thách thức đối với chính quyền của Mexico, tại vì đã từng hứa hẹn với lại phía Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đã nói thẳng nếu không có mạnh tay để giúp Hoa Kỳ chặn được cái làn sóng tìm đường qua biên giới Mỹ để tới đất Mỹ thì Mỹ sẽ đánh thuế ít nhất đợt đầu 5% cái thuế nhập cảng, thì Mexico sẽ bị chơi với, anh cơ. Dạ vâng, tôi lại nghĩ thêm một cái trường hợp nữa mà vừa mới nghĩ ra, tức là chính quyền của Hoa Kỳ khi mà họ deal với Mexico trong cái vụ này thì họ bắt buộc là Mexico phải nhận lại những cái người vượt biên nào mà đã chót đi vào Hoa Kỳ rồi để mà nộp đơn cho sớm, bởi vì nếu mà nộp đơn bên Mexico theo cái lệnh là remand in Mexico thì họ không có được vào Hoa Kỳ, một ngày nhận 20 đơn thôi thì họ sẽ đi thẳng vào Hoa Kỳ để họ nộp đơn thì được liền. Nhưng mà sau đó Hoa Kỳ lại đuổi về Mexico, thì tôi đoán là Mexico cũng phân trần với Hoa Kỳ, làm sao tôi chặn được cái bọn Trung Mỹ, thì Hoa Kỳ bảo ok, tôi sẽ nói với Guatemala. Thành ra ông qua bên Guatemala, ông mới làm ra cái đạo luật gọi là Seventh Country, tức là quốc gia để tạm an toàn, cũng giống y như Mexico, nhưng mà họ chặn ở cái biên giới phía nam của Mexico, tức là Guatemala. Thì Guatemala được nhận đơn tị nạn tại Hoa Kỳ giống y như Mexico, và cái đơn đó là nó chặn từ những quốc gia dưới Nam Mỹ và đi lên Trung Mỹ để ngang Guatemala thì họ chặn lại, thì đó là cái kết quả, và Mexico bắt buộc phải chặn lại những người này, nếu mà không chặn thì họ sẽ tràn lên Mexico và Mexico sẽ quá tải. Cho nên cái chuyện Mexico là họ bắt buộc phải làm, thì đó cũng là một cái tư tưởng rất hay của cái chính sách mà di dân của ông Trump để giải quyết cái vấn đề nạn di dân, thì cứ tưởng rằng là hết rồi nhưng mà bây giờ nó là cứ bùng nổ mãi như thế này. Dạ vâng, nó phải bùng nổ cho tới khi nào mà sau cái cuộc bầu cử tổng thống thì nó mới dịu đi được. Thì những cái cuộc di dân này thật sự nó có lợi cho ông Trump khi ông ta ra tái ứng cử vào năm 2020. Và cũng liên quan đến cái việc di dân này thì cái con số trẻ em đây mà chúng ta tính, tức là khoảng 17 tuổi, 16 tuổi trở xuống đi đó, thì nó gia tăng một cách đột ngột. Nếu mà so sánh cái con số những trẻ em vượt biên đi một mình mà không có thân nhân đi qua Hoa Kỳ so sánh với năm nay và năm ngoái thì nó tăng lên tới khoảng 40%. Thì đây là một trong những cái mà những giới phân tích cho rằng cái lá bùa hộ mạng của những người lớn mà muốn xách theo trẻ em để được di dân, lúc đó thì nó còn có nhiều cái lỗ hổng, cho nên ở trong cái độ tuổi nào đó có thể tùy theo trường hợp sẽ được coi như là tạm thời ở lại Mỹ. Thành thử ra họ luôn luôn là để cho các em đi chung với họ, và như mình cũng đã loan tin trong suốt 2 năm vừa qua, có những trường hợp những em không phải là đi với lại bố mẹ ruột mà được coi như là gài vào, anh cơ, đúng không? Dạ, và đi một mình nữa, tại đi vì chính mình. Phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến trẻ em đi một mình, họ cho rằng là đi một mình như nhân vậy là đó, nguy hiểm, nguy hiểm đó. Cho họ, cho trẻ em, cho nên họ thường có cái ưu ái, và vì vậy cho nên đã buông người, họ buông những trẻ em đi một mình, tức là nhận tiền của cha mẹ và đưa các em đi, thì đó là cái chuyện xảy ra. Nhưng mà bây giờ đây thì cái vụ này lại khó hơn nữa, là bởi vì cái bản tin này ở phía dưới lại có ghi thêm một cái đoạn rất là dễ sợ. Cái đoạn đó nói thế này, là trẻ em mà unaccompanied, thành ra họ không biết cách trả lời. Đến khi đi vào gặp những người thẩm vấn, họ hỏi nhiều câu mà chứng tỏ rằng trẻ em đó không phải là đi tị nạn, không phải là tự mình đi tị nạn, thì họ làm giấy tờ xong họ đuổi về Mexico. Còn nếu như mà thẩm vấn hay mà trẻ em nó bảo rằng không, ở nhà tôi lôi thôi ghê lắm, nghĩa là tụi nó áp bức đuôi đây thôi, cái gạt thì nó ok, chỉ súng lên trên đầu tôi thì được ở lại bên này, còn thì được ở lại Mỹ, còn nếu không đuổi về Mexico. Thì đó là một khi mà cái bản tin nó dài lắm, tôi đọc xuống dưới đó thì tôi mới thấy cái chỗ đó, tại vì cái đám trẻ trên đó là unaccompanied minor, thì họ mà không có phải xin tị nạn, họ không cho tị nạn, bởi vì họ thấy trẻ này không thuộc diện tị nạn, họ đuổi về Mexico, còn nếu thuộc diện tị nạn thì họ đưa về Hoa Kỳ. Mà tổng số hai cái loại trẻ đó thì bây giờ nó lên rất cao, cao hơn tới cả gần như sắp đôi cái năm ngoái, thì đó là những cái gì mà cho người ta thấy tình trạng hiện nay.
nó cũng giống như là những người tị nạn Việt Nam ngày xưa mà đi phỏng vấn, họ gọi là phỏng vấn để thanh lọc. Dạ, thanh lọc đó. Thanh lọc những cái người nào về tị nạn về vấn đề kinh tế hoặc là tị nạn về vấn đề chính trị. Thì ở đây những cái người ở bên Nam Mỹ qua thì họ không phải là vì kinh tế, không phải là vì chính trị, nhưng mà bởi vì cái sự an nguy của chính cá nhân của họ, là bởi vì những băng đảng gây ra những cái tội ác, họ cướp của giết người, bắt buộc phải gia nhập băng đảng, họ chĩa súng vô đầu và họ hành hạ, họ bẻ tay, bẻ chân, những cái ngón tay, ngón chân của những trẻ em này, thí dụ như vậy, thì những trẻ em này không cảm thấy không có an toàn khi ở đó nữa, thì họ muốn đi qua bên Hoa Kỳ để họ tị nạn. Thì đó là lý do mà chúng ta thấy một số em đã trả lời những cái câu hỏi để được qua khỏi cái vụ thanh lọc đó của chính phủ Hoa Kỳ. Mà cũng một cái tin rất là đặc biệt, đó là chỉ có ở Hoa Kỳ thôi, đó là một tư nhân, một ông tên là ông Tommy Fisher, là một công dân của tiểu bang Arizona. Ông đã xây, ông bỏ cái tiền túi ra, ông xây một cái bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Và cái bức tường này nó dài 3 dặm. Và ông với cái hy vọng là ông nói là mai mốt mà chính phủ Trump có thể mua lại cái bức tường đó của ông, hoặc là chính phủ Trump có thể mướn cái công ty của ông ta để tiếp tục để xây những cái đoạn tường khác để ngăn chặn người từ Mỹ Tây Cơ qua bên Hoa Kỳ. Yeah. Ông này thì thấy rõ tin tức nó ghi đầy đủ rồi, rõ ràng là một người ủng hộ chính phủ của Tổng thống Trump và có cái quan điểm là không có thích những người dân tị nạn ở các nước ngoài xứ Trung Mỹ vào nước Mỹ. Cho nên nếu mà tôi có đế thêm vào nữa thì tôi lại bị mang tiếng là lại tiếp tay và lại cuồng Trump. Thôi anh Cơ giúp tôi, anh trình bày bản tin này đi. Tôi xin lấy điều thứ năm. Thật ra là cuồng Trump thì nó cũng chẳng có phải là một cái tội gì hết. Anh có thể, anh đây là cái xứ tự do dân chủ. Chúng ta, anh có thể thích ông Joe Biden, anh có thể thích ông Trump, anh có thể thích bất cứ người nào. Chỉ có một cái là khi mà tôi ghét ông Trump hay là anh thích ông Trump, chúng ta vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện và chúng ta không có chửi bới nhau là bởi vì theo cái chính kiến cá nhân của chúng ta. Đây là xứ tự do ngôn luận. Nếu mà anh mê ông Trump, anh thích ông Trump và chúng tôi lại chửi anh mà kéo những cái gì mà cá nhân của anh ra để chúng tôi phê bình thì xứ này không còn là tự do nữa rồi, nó không phải là tự do. Nhưng mà sợ lắm anh Bảo ơi, ông Trump ông cũng sợ, ông đâu dám ở nhà hôm nay đâu, ông đi qua bên Thụy Sĩ rồi, tại phiên tòa hôm nay bắt đầu truy tố ông rồi cho nên sợ lắm, tôi không dám lấy gây miệng nữa anh. Vâng, thì chúng tôi chỉ có muốn nói một cái đó là khi mà chúng ta có tự do ngôn luận, tự do chúng ta vượt ở Việt Nam, chúng ta qua bên đây để chúng ta được hưởng cái không khí tự do. Nhưng mà khi mà chúng ta hưởng cái không khí tự do mà chúng ta chửi bới ông Trump hoặc là chúng ta khen ông Trump mà chúng ta bị chống đối, thì chống đối hoàn toàn không có gì sai hết, nhưng mà đừng có những cái lời ngôn ngữ mà nó không có được lịch sự mà thôi. Chứ còn mà nếu mà tôi chống ông Trump mà anh lại cứ chửi tôi vì tôi chống ông Trump thì cái đó là không đúng. Chúng ta có thể bất đồng chính kiến nhưng mà chúng ta không nên bất hòa, chỉ có vậy thôi. Vâng, đó. Tôi nghĩ rằng là anh Bảo dùng chữ chửi là cái chữ đó là cái theo nghĩa đen, phải không? Dạ, dạ, vâng, dạ, vâng, dạ, vâng. Nếu mà anh lên Facebook thì anh sẽ thấy. Đúng rồi. Tiện thể anh Vũ Kiểm nói về việc xử ông Trump thì chúng tôi cũng mang nói cái việc này ra luôn. Thì không, mình loan tin cái này, đó là cái tin đó chứ không phải là. Thì bây giờ ngày hôm nay Vũ nó tới đâu rồi? Ngày hôm nay thì đúng ra đó, nó gọi là Mỹ nó gọi là technically á, thì tức là đúng ra cái vụ xử này nó đã bắt đầu từ hôm thứ Năm rồi. Yeah. Bắt đầu khi mà ông chánh án Robert ông giơ tay, ông lên tuyên thệ 100 thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ, khi mà đứng ra họ nói rằng là tôi sẽ bảo vệ công lý, tôi sẽ sáng suốt, tôi sẽ không có phe đảng, tôi sẽ làm những cái gì mà tôi có thể làm. Tức là họ nói thôi. Yeah. Thì khi mà mình nói cái đó thì mình buồn quá, mình cũng phải bàn thêm là cái việc mà hiến pháp Hoa Kỳ nhiều khi có một số người nói là đó một mớ giấy lộn mà thôi. Tại vì chúng ta đã thấy cái vụ truất phế của Tổng thống Bill Clinton. Ai mà không nghĩ Tổng thống Bill Clinton có tội trong cái vụ truất phế đó. Nhưng mà cuối cùng Tổng thống Bill Clinton cũng thoát, không có bị truất phế. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ ông Trump cũng vậy. Ai mà không biết là ông Trump có tội trong cái vụ Ukraine. Nhưng mà cuối cùng rồi ông Trump cũng sẽ thoát thôi, là bởi vì hiện tại bây giờ Thượng viện nó nằm ở đa số là Cộng hòa. Thành ra là
những cái người mà nói tôi sẽ đứng ra bảo vệ hiến pháp, tôi bảo vệ công bằng, tôi không biết là cái đó, cái việc đó nó nhân danh ai, nhân danh hiến pháp nó có xảy ra hay không. Nhưng mà đầu tiên thì cái việc impeachment thì nó sẽ xảy ra, đó là hai bên sẽ có là 4 tiếng đồng hồ, mỗi bên có 2 tiếng để nghe cái xem coi là có gọi nhân chứng hay không. Cái đó rồi xong rồi đó là hai bên sẽ bắt đầu bỏ phiếu, và khi bỏ phiếu là có nên gọi nhân chứng hay không. Thì hiện tại bây giờ đảng Dân Chủ thì họ rất là muốn cái lá bài của ông John Bolton, là bởi vì ông John Bolton ông nói là ông có rất là nhiều cái chi tiết để ông có thể tiết lộ ra. Còn đảng Cộng Hòa thì họ nói là họ sẽ gọi ông Joe Biden và ông Hunter Biden ra để làm chứng. Thì cái việc đó là cái việc bắt đầu là nhân chứng, xong rồi sẽ coi. Thật ra đó là ông Trump thì ông muốn là khi mà mang ra đó là hai bên có quyền đưa một cái nó gọi là motion to dismiss, tức là coi như hủy luôn, không có nghe nữa. Thì bên Cộng Hòa có cái quyền đưa cái motion to dismiss nó ra, chỉ cần 51 phiếu thôi. Tức là nếu mà 51 người đồng ý thì coi như việc này chìm xuồng, không cần phải nghe nữa. Tại vì vô ích, năm đa số là thắng. Nhưng mà kẹp một cái là một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa nói không, tôi muốn nghe và tôi muốn nghe để cho cái phiên tòa này nó được diễn đàng ra một cách đàng hoàng, tử tế, công bằng, nhất là ông Romney. Tôi muốn nghe những gì ông Bolton nói. Thì đó là cái chuyện mà cái chuyện nó sẽ xảy ra bắt đầu vào ngày hôm nay. Hôm nay 12 giờ trưa. Nhiều những cái tin tức về thủ tục rất là quan trọng nhưng mà quá dài không thể nào nói hết được. Mình đang nói tới cái yếu tố ông Mitt Romney. Tiếng là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa nhưng là một người đã từng ra mặt không ưa Tổng thống Trump. Mặc dù ông Trump đã giúp ông gây quỹ cho ông khi mà Mitt Romney ra tranh cử Tổng thống ngay tại cái khách sạn Trump Tower ở trên Las Vegas. Đó là cái sự kiện có thật. Bây giờ người ta sợ ông Romney có phản hay không, có đi theo các bên phía bên Hạ viện Dân Chủ phản ông Trump, bỏ phiếu coi như là theo phe Dân Chủ hay không. Ngoài ông Romney là cái người được chú ý nhất, còn có ba nữ thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa cũng chưa biết là quyết định như thế nào trong cái lá phiếu luận tội. Thành thử ra đó là cái gọi như là gây cấn nhất hiện tại cho tới giờ, anh Cơ. Vâng, ông Romney thì có một cái điểm mà ông chắc là bây giờ đây là ông ghét ông Trump lắm, là chị vì ông Trump đã như ông Romney nữa, rằng là tôi muốn đưa ông ra làm bộ trưởng bộ ngoại giao, bây giờ ông tới phỏng vấn nha. tôi thấy rằng là ông Trump rất là đéo khi mà ông làm cái chuyện đó. Bởi vậy cho nên ông Romney mà nếu thù ông Trump đến tầng xương thì đồng chí vì cái cũ đi phỏng vấn làm bộ trưởng bộ ngoại giao tới bắt tay rồi khủng nụm với ông Trump để cho ông xét đơn, thì cái chuyện nó rất là ghê gớm. Rồi cái chuyện thứ anh, và bây giờ đây cái vụ mà impeachment này đó là sẽ mất 12 tiếng để liên tiếp. 12 tiếng liên mỗi tiếp. Bên. Mỗi bên 12 tiếng liên đã. Tiếp. Tức là đúng một ngày 24 một ngày. Tiếng đồng hồ. Dạ. Đúng một ngày luôn để mà giải quyết cái vấn đề argument đôi bên. Rồi sau đó mới bỏ phiếu. Thành ra các cái người này họ sẽ rất là cực. Mà phải ngồi suốt 12 tiếng để mà nghe lời hưu vượng ở trên hệ đúng thống. Dạ. Trình bày cái lập luận của cả hai bên lúc đó lại thỏa thuận, thỏa hiệp có ok không. Anh bảo thì là trial lawyer, dư sức biết đâu. Anh ngồi anh cứ cười, 24, boring. 24 tiếng đó là không thể nào mà một ngày chỉ có 24 tiếng thôi. Làm sao presenting the case đó. Đúng rồi, đúng. Nhưng mà một ngày không thể nào kéo bắt họ ở trong 24 tiếng được. Do đó người ta chia ra làm 2 ngày. Người ta nói là ok, mỗi bên có 24 tiếng, nhưng mà mỗi bên có 24 tiếng, nhưng mà phải chia làm 2 ngày, tức là mỗi bên có 12 ngày, 12 tiếng cho mỗi ngày. Rồi sau đó là đặt cái câu hỏi, thì cái lúc mà ông Clinton, ông bị impeached đó, thì cái câu hỏi, những cái câu hỏi đặt ra đó chỗ của hai bên đó, nó kéo dài tới 16 tiếng lận. Yeah. Nên là bây giờ là chúng ta cũng biết là nếu mà 67 người ở Thượng viện đồng ý truất phế ông Trump, thì ông Mike Pence sẽ trở thành Tổng thống. Yeah. Nhưng mà chuyện đó là chuyện chúng ta cái đội ngũ pháp lý cho Tổng thống Trump cũng ghê gớm và cũng lý thú lắm. Dẫn đầu là ông Kenneth Starr cũng trong vụ Clinton, rồi tới luật sư Ray trong cái vụ Whitewater. Tức là toàn là những cái gọi là cái bồn trí tuệ mà đã từng có những cái kinh nghiệm qua những cái vụ impeachment trial này rồi.
cho nên người ta, bên phía Đảng Cộng Hòa với lại Tòa Đại Ốc thì có vẻ là hơi không phải là tự kêu tự cao, nhưng mà họ tự tin với cái đội ngũ pháp lý đó cho Tổng thống Trump. Vâng, còn một ông lý luận rất là hay, ông nói rằng là ông Trump có thể có lỗi trong cái vụ này, nhưng mà cái lỗi đó không đáng, không phải là cái lỗi được ghi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Không phải là high crime hoặc là misdemeanor, không có ghi ở trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Còn nó có một cái nữa là unfit, tức là đúng có rồi. Thể là có phải là với cái tội này thì có xứng đáng để làm tổng thống hay không, unfit. Thì cái đó tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi cá nhân của chúng ta. Thì một đứa bé thí dụ nó mẹ nó nấu cơm để lên trên bàn rồi biểu là cấm được ăn, thì thằng bé nó ra nó lấy vụng nó ăn, thì nó ôm ăn vụng thì cái tội nó không xứng đáng, nó là cái tội nhưng mà không phải là tội xứng đáng. Còn cái chuyện mà của ông Trump, của ông Clinton làm thì mỗi người có một cái ý kiến, sẽ có người nói là ông này tội như vậy là không nên làm tổng thống, phải nên truất vế, còn người khác thì nói tội đó đâu có gì, thì nó tùy theo mỗi người, mỗi hoàn cảnh, giống như người ta nói xấu đẹp tùy người đối diện, phải không anh? Fair, rồi, fair thôi. Nhưng mà cho tôi binh ông Romney một chút xíu, khi okay. mà mấy anh nói là ông phản ông Trump, không đúng như không vậy. Đúng như vậy. Đối với tôi không nghĩ là ông phản, là bởi vì ông Trump giúp ông gây quỹ. Xong rồi ông Trump đi ra ứng cử, ông Trump đi gọi là nói ông Trump không ra gì hết. Xong rồi khi mà lúc mà ông Trump thắng cử thì ông Trump gọi ông Romney tới, nói giống như anh Phạm Cơ nói tới đây để làm bộ trưởng bộ ngoại giao, thì ông Romney hí hửng tới. Thì cái đó là đối với tôi là tôi nghĩ là khi mà ông Romney tới như vậy là ông Romney đã dở rồi. Ông đã dở để tới rồi. Không biết mình ở đâu. Hai bên tức là nó có những cái giống như anh Vũ Kiệm nói, nó như có những cái dấu vết, những cái sự xung đột, những cái thù hận nó kéo dài rồi, thành thử là bây giờ dĩ nhiên là những gì ông Romney nói trong cái vụ trốt phế này thì chúng ta cũng hiểu cho cả hai bên. Mà cũng liên quan đến tin ông Trump đó, thì một dân biểu ở bên dân biểu người Iran, ông treo giải $3 triệu cho ai giết được tổng thống Trump. Chuyện này nó cũng là cái chuyện lạ. Không phải lạ, nhưng mà nó Hoa Kỳ cũng treo giải bao nhiêu triệu cho ai giết được Obama Bin Laden vậy thôi. Hơi khó, đại khái thì họ tuyên bố vậy thôi. Osama Bin Laden chứ không phải Obama. Chúng tôi xin đính chính lại. Ở bên Pháp thì công nhân xí nghiệp năng lượng đã cắt cửa điện, cắt điện của cửa hàng phân phối thịt lớn nhất thế giới ở Paris để phản đối cái việc chính sách lương hưu của Tổng thống Macron. Thì cái vụ lương hưu ở bên Pháp nó như thế nào rồi các anh? Chưa có giải quyết được, cho nên nó trở thành ra càng ngày càng nặng nề. Và cái vụ cúp điện là đúng vào khoảng 5 giờ rưỡi giờ quốc tế, cho nên nó đã bị xáo trộn trong những cái gọi như là trao đổi về mậu dịch đối với lại cái công ty này trong vòng 90 phút thôi anh cơ. Thì thực sự ra là nó cúp điện trong vòng 90 phút, nhưng mà không ăn thua gì. Bởi vì khi mà vừa cúp điện xong thì cái hệ thống tự động, đây là một cái công ty lớn, là có thể nói nó lớn nhất thế giới, cho nên họ không bao giờ để cái vụ cúp điện mà làm phiền họ. Họ có máy điện tự động, họ bật lên liền ngay tức khắc, cái hệ thống tự động nó nhảy lên liền và họ tiếp tục làm việc không có ảnh hưởng gì. Và thật thành ra sau đó 1 tiếng rưỡi sau thì về bên kia họ thấy rằng có ăn thua gì thì họ mở điện trở lại. Nếu mà các anh có tiền thì có lẽ anh bây giờ đi mua stock của Tesla là vừa. Tại vì Tesla và SpaceX họ đã xác nhận là Tesla đã chính thức trở thành cái phương tiện chính cho phi hành gia di chuyển, phi hành gia tương lai di chuyển đến cái bệ phóng vi tuyền. Thì Tesla thì stock nó lên lúc này thì chúng ta biết là nó cũng lên rất là nhiều, nhưng mà Tesla trong cái việc này nó cũng là nhỏ thôi, nhưng mà cái tin này nó buồn cười anh nhỉ. Vâng, mời anh. Tin này nó buồn cười ở chỗ rằng là thường thường các phi hành gia họ đi ra thì họ đi bằng một xe bus. Rồi đây có mấy lần rồi bày bộ đủ thứ hết. Thế nhưng mà mấy ông này thì ông đi tới bằng một chiếc Tesla. Hai người lái một chiếc Tesla đến bến xe buýt. Nếu đi 4 người hay là 6 người thì phải là 4 đến 6 người đi hai chiếc xe hay là 3 chiếc xe Tesla. Người ta làm PR, người ta quảng cáo mà lại nói buồn cười. Anh mà là chính thức rồi đó anh. Tại vì cái tin này nói là đó là chính thức sẽ dùng chiếc Tesla để đi từ ra trong này ra. Nhưng mà ông cũng bị một cái vố cũng đau khi mà quảng cáo cho cái cuộc triển lãm xe hơi nổi tiếng hồi đầu năm ở Los Angeles. Cái xe hơi mà cái kính chống đạn á, người ta chứng minh bắn đạn xuyên qua.
Bởi vậy mà ông Elon Musk, ông Elon Musk này là ông tuyên bố rất là những cái gọi là nó làm cho hy vọng là stock của công ty của ông tiến lên, bởi vì ông nói là khoảng 2050, các anh có cũng thấy cái tin này, nó sẽ mấy ngày trước đó ông nói là ông sẽ đưa khoảng 1 triệu người lên trên hỏa tinh. Thì cái chuyện mà đưa 1 triệu người mà 1 triệu cái phi thuyền nó bay, nó cứ nó bay đi rồi mà nó quay trở về, nó bay đi bay lại để nó đưa người lên đó, cái chuyện mà đưa người lên hỏa tinh sống đó, thì cái chuyện đó tôi nghĩ là có thể xảy ra, nhưng mà tới 2050 thì còn 30 năm nữa thì nó không thể nào nó nhanh được như vậy, là bởi vì trước hết là chúng ta phải có cái không khí, cái để thở, cái nhiệt độ để sống được, và những cái hạ tầng cơ sở để người ta ở trên đó, chứ không có phải là nó dễ dàng đi được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái ông này ông cũng muốn chứng tỏ là công ty của SpaceX của ông là nó rất là kinh khủng. Dạ vâng, ông Elon Musk thì ông có nhiều cái rất là hay. Thứ nhất là công ty SpaceX, thứ hai là ông dự định làm cái đường hầm mà Hyperbar. Tức là ông ấy lý luận rằng là xe cộ nó chạy giữa đường, nó có sức ma sát, bánh xe nó chạy đụng đường, nó ma sát cho nên nó chậm. Bây giờ cái xe lửa mà Hyperbar này đó là nó phải không có sức ma sát. Tức là ông mới làm một cái hệ thống mà... Hyperloop. Hyperloop mà tự động. Mà Hyperloop này nó chạy bằng từ tính, cho nên nó hút cái xe điện lên, nằm một nửa ở giữa lưng chừng vậy, tức là không dính với cái gì hết. Thành ra khi nó chạy là nó chỉ, mà không có không khí nữa, bởi vì cái đường đó người ta hút không khí ra luôn, cho nên chạy rất là nhanh. Và ông đã làm thử 2 mai rồi, thì ông thấy rất là thành công. Thì ông này cũng có nhiều cái tư tưởng phải nói rằng rất là mới. Và ông chỉ có cái ông làm nửa vời mà chưa xong, tức là ông dự định làm một cái đường hầm dưới nhà ông đó, đi ngang qua nhà ông để mà đi ngang qua cái khúc kẹt đường nhất ở tại thành phố LA, và tới giờ này vẫn chưa xong. Người ta chiếc xe tới đầu trên đường thì nó sẽ có hệ thống tự động, nó hạ chiếc xe xuống vào cái đường hầm ở dưới thành phố LA đó, để đi cái khoảng chừng 2 mai thôi, để qua một cái xe lộ khác ít xe hơn. Giữ lại để câu khán giả trong phần tin top news còn có chút phút tôi muốn có một cái tin hay quá mà tôi muốn nghe anh trình bày luôn đi, cái hồ sơ lý lịch không muốn nghe anh cơ trình bày. Mà hay nhất mà muốn nói anh thì cứ nghĩ đến chuyện sách thôi. Không là tin chứ không phải là không phải chuyện hãng nha, tin mời anh quan trọng. Vâng, có 30 giây. Dạ, có một cái website nó chuyên về vấn đề đăng những cái tin liên quan tới tình dục, tới những cái phim 3 chữ X, là những cái phim mà liên ba quan ba cái gạch chéo đó, phim mà về những cái chuyện dâm dục đồ vậy, thì cái chuyện đó ai cũng biết rồi, 3 chữ X thì ai cũng biết cả. Thế thì cái shop cái hạng này đó là nó chuyên trình bày cái đó, một quảng cáo cái đó, nó vô tình nó giữ trong tay tất cả những cái tài liệu của những cái người tài tử mà đóng phim đó, nghĩa là từ phone cho tới những cái gì liên quan tên tuổi, thông tin cá nhân của thông tin cá nhân, vòng ngực, vòng móng hay 3 thứ gì đó hết, thì nó giữ hết, và nó vô tình, nó không có cái hệ thống phòng thủ, tức là bảo mật, và vì vậy cho nên nó expose ra ngoài cho người ta thấy. Và đó là cái chuyện mà bị hiện giờ là chắc chắn cái vụ này là sẽ bị kiện rất là lớn về cái chuyện này. Ở website nào em lên có còn kịp không anh cơ? Dạ đó, thưa anh lên cũng không được, là tại vì họ để chấm rồi. Okay. Biết không, lên để lấy tài liệu làm tin thôi mà. Không vô được. Để anh em mình làm tin đó mà. Tưởng là mấy anh lên tìm tên của ai. Bây giờ 56 phút, xin trân trọng cảm ơn nào quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn lại với quý vị vào ngày mai cũng từ 7 giờ đến 8 giờ. Bước sang tuổi 65 hoặc có Medicare nguyên thủy với Amerirus, cuộc sống hưu trí hàng ngày của quý vị có thể thoải mái và tốt đẹp hơn. Quý vị sẽ có thêm nhiều chương trình. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết.